Khăn này anh. Cảm ơn em. Anh thấy đỡ chưa? Anh thấy khỏe, thấy nhẹ hẳn người luôn. Cái mặt em dính lọ tùm lum tà la kìa. Ủa? Không phải, bên này nè. Dạ, hết chưa? Ngồi xuống đi, anh chùi cho. Coi cái mặt kìa, dính lọ tùm lum hết trơn à. Hết chưa anh? Nè, còn nữa. Dính lọ vô mặt y chang như là mặt mèo vậy đó. Chưa hết nữa hả? Rồi, hết rồi đó. Cảm ơn anh Tốt. Rồi, xong rồi. Anh Thành, anh được thả rồi hả? Anh Thành, anh được thả chắc em không có vui hả? Anh nói cái gì vậy? Chồng của mình bị bắt quan, em không vô thăm ngày nào, còn ở đây vui vẻ với người đàn ông khác hả? Anh Thành à, anh Thành, anh đừng có hiểu lầm nha. Anh im đi. Anh có tình nghĩa gì với Hoa hay không thì tự anh biết. Còn em, em có còn coi anh là chồng của em nữa hay không? Anh Tố bị cảm, tôi chỉ nấu giùm ảnh nồi nước xong thôi. Tôi với anh Tố hoàn toàn trong sáng, tụi tôi không làm điều gì sai trái hết. Anh đừng có lấy bụng ta suy ra bụng người, đừng có nghĩ ai cũng ngoại tình giống mình. Đây là nhà của tôi, anh đi về đi, tôi không muốn tiếp anh. Anh về đi. Thôi được rồi, tôi sẽ về để không làm phiền hai người. Em còn thương anh Thành mà, tại sao em không giải thích với anh ta? Em chưa tha thứ chuyện ngoại tình của anh, nhưng ly dị thì em lại không đành. Em không biết phải làm sao cho đúng nữa. Em hãy cho mình thời gian để suy nghĩ đi. Nếu thực sự em còn thương anh Thành, và anh Thành anh biết hối cải, em hãy quay về với anh. Còn bằng không, em hãy dứt khoát đi. Anh, cậu Tư, dì Ba sẽ chăm sóc cho hai mẹ con của em. Em không cần phải lo lắng gì hết. Những lúc con lao đao, con luôn có lời khuyên của ba, có vòng tay của ba. Còn bây giờ, ba ơi, con phải làm sao đây ba? Có lẽ vĩnh viễn con mất anh ấy rồi. Trời ơi,
chờ con nãy giờ đó. Cái con quỷ đó đối với mày như vậy mà mày còn tới chỗ nó nữa hả? Chị em nói đúng đó, vợ chồng mà không tin tưởng nhau, cạn tình như vậy, em đừng có níu kéo làm cái gì hả? Má không bao giờ chấp nhận cái đứa con dâu như nó. Con ly dị nó đi, mày tiếc nuối cái gì? Má, chuyện vợ chồng con biết tự giải quyết mà. Mày giải quyết cái gì? Mày không thấy nó bỏ mặt mày trong trại tạm giam hả? Trong khi đó con bích gì mày cực khổ hổm rài tìm nhân chứng cho mày, về không thấy mày cảm ơn người ta một lời nữa. Anh xin lỗi, anh tính là ngày mai ra nhà máy rồi mới cảm ơn em. Không có gì đâu anh. Thôi, cả nhà mình ăn cơm đi ha. Dạ, con mời má. Hôm nay em hơi mệt, thôi con xin phép má con vô phòng. Má đã chuẩn bị bữa cơm đang mừng em rồi. Em ăn với mọi người một chút đi. Mày đừng có bất hiếu quá đi. Hôm nay má gì mày bệnh lên bệnh xuống, bây giờ về ăn với má bữa cơm cũng không chịu là sao? Nó có bao giờ để má trong mắt của nó đâu. Nói ra cái gì cũng cãi, nói ra cái gì cũng cãi. Thôi má, thôi mình ăn cơm đi, còn những cái chuyện khác thì tính sau. Dạ. Thằng Thành đã biết lỗi rồi má. Bích, bữa cơm này em với thằng Thành là gia chính đó nha. Dạ. Ăn đi con. Con mời má ăn cơm. Chồng của mình bị bắt quan, em không vô thăm ngày nào, còn ở đây vui vẻ với người đàn ông khác hả? Dì ba, ngủ không được hả con? Dạ. Có chuyện gì nói cho dì nghe đi. Con đang mang thai đó, lo lắng không có tốt đâu. Chuyện của con với anh Thành con không biết tính sao cho đúng nữa gì. Sao rồi? Quà này nó có tới kiếm con nữa không? Dạ có. Quà nè, con còn thương nó đúng không? Nhiều lần con nghĩ con sẽ chia tay với anh, nhưng mà con lại không đủ can đảm để làm chuyện đó. Có phải con lụy tình lắm không gì? Chuyện tình cảm luôn luôn là vậy mà con. Có người thì bị phản bội, có người thì yêu đơn phương. Biết là không phải đó, nhưng sao không buông bỏ được. Hoa à, dù thiệt lòng dì không có muốn con quay lại với thằng Thành, với lại không có muốn con quay về cái nhà đó làm dâu nữa. Nhưng nghĩ đứa nhỏ nó không có cha, sau này nó thiệt thòi nhiều lắm. Thôi, thôi thì con ráng một lần cuối nữa còn sao. Ngày mai dì sẽ qua kiếm thằng Thành để nói chuyện, để coi thái độ nó có ăn năn không nha. Dạ. Thôi, nằm xuống ngủ đi con. Bớt sốt rồi đó con. Con cũng đỡ nhiều rồi, chắc là uống thêm hết đợt này là khỏe lại à. Má đừng có lo. Bữa nay con muốn ăn cơm hay ăn cháo nè? Thôi má đừng có nhắc tới cái chữ cháo. Cháo gà, cháo gì. Mệt lắm, ngán lắm. Bữa nay nhà nấu gì con ăn cái đó. Thành à, qua nay con bệnh cho nên má không có muốn nói nhiều. Nhưng mà chuyện con với con qua đó,
Con nên suy nghĩ kỹ lại đi. Má chỉ cần đứa con dâu hiểu chuyện và thương con thôi. Nhưng mà con qua nó làm má thất vọng quá. Thôi, con muốn nghỉ ngơi chút. Chừng nào cơm chín á, má kêu con Bảy vô kêu con nha. Tôi với anh Tốt hoàn toàn trong sáng. Anh đừng có lấy bụng ta suy ra bụng người. Đừng có nghĩ ai cũng ngoại tình giống mình. Ông Thành! Kiếm thằng Thành chi? À, con quỷ kia kêu bà tới chứ gì? Không có liên quan tới cô. Có thằng Thành nhà không? Kêu nó ra đây tôi nói chuyện chút. Nó không có muốn gặp mấy người đâu. Nhắn với con quỷ kia, nhà này không có chấp nhận đứa con dâu như nó đâu. Người xứng đáng làm dâu nhà này là con Bích kìa. Cái người gì? Người ta lặn lội đi tìm nhân chứng cho thằng Thành, chứ không phải cái thứ bạc tình bạc nghĩa kia đâu. Nè, ai nói con qua nó bạc tình bạc nghĩa? Nó kêu ông bà Tư Sang lên công an nói chuyện làm chứng cho thằng Thành rồi còn đòi gì nữa. Tính nhận công của con Bích thì cũng phải động não một chút chứ. Nè, cô nói vậy là sao? Trên đồn công an ai mà không nhìn thấy con Bích đưa vợ chồng Tư Sang lên làm nhân chứng cứu thằng Thành? Mấy người tính gạt ai? Hả? Đúng là trơ trẽn, không biết xấu hổ. Cô! Nè, về nói con quỷ kia, đừng có bày trò này nọ nữa. Thằng Thành nó biết rõ bộ mặt của nó rồi. Bảy! Tiễn khách! Anh Tốt! Quá. Dạ. Sao em? Dạ anh khỏe chưa? À, anh khỏe rồi. Ngày mai á, anh phụ cô Tư rồi. Mấy nay một mình cô Tư làm không sể. Em đi chợ mua được con lươn nè. Anh với chú Tư nấu cháo ăn nha. Thôi, em mua làm gì tốn tiền. Để dành ăn đi, để còn bồi bổ cho đứa bé nữa. Em không có thích ăn lươn. Em ăn uống hàng ngày cũng đủ chất rồi. Nè, thôi anh ăn đi cho mau khỏe. Anh không nhận là em giận đó. Bây giờ anh mua quá chừng đồ ăn cho em được còn gì. Anh nhận đi. Vậy để chút nữa anh nấu cháo đậu xanh. Anh nghe nói mang thai là phải đi khám thai thường xuyên đó. Dạ, ngày mai em tính tới bệnh viện khám nè. Để anh đi với em. Thôi em đi một mình được rồi. Ủa dì ba? Hai đứa. Nay sao dì bán về sớm vậy? Dì mới ghé nhà thằng Thành nè. Tức quá, phải về nói cho con qua nó biết. Có chuyện gì vậy dì ba? Tức quá đi. Tao phải về tao nói cho con qua biết rồi tao đi bán tiếp. Ủa anh Thành nói gì hả dì? Dì không có gặp thằng Thành, gặp con Thảo thôi. Nó nói là thằng Thành giận bay, không có muốn gặp bay. Nhưng mà thôi đi, cái chuyện đó là nó nói thôi. Chứ dì cũng không biết có hay là không. Nhưng mà dì tức nhất là cái vụ con Bích. Thì ra bữa đó ông bà Tư Sang ổng nói láo mình. Con Bích đưa ổng bả lên gặp công an để mà giành công đó. Coi được không? Hèn chi. Bữa đó chú thím Tư Sang không đợi mình mà đi trước. Thì bởi tao nói rồi, con nhỏ này nó nham hiểm lắm. Mà nè, hai đứa bay làm sao để nó biết được vậy? Bữa đó tụi con nói chuyện với thím Tư, rồi có mặt dân ở đó nữa. Vậy là nó về nó học với chị nó rồi. Mèn đét ơi, bởi vậy tao nói á, tưởng đâu lòng người hen. Ai về nó cùng một ruột với chị nó thôi, có khác gì đâu. Được rồi, mai mốt nó tới dì đuổi về luôn. Dì ba, con nghĩ là có khi bé Dân vô tình nói ra thôi, chứ Dân không bao giờ giống Bích đâu. Phải đó dì, anh cũng nghĩ là Dân lỡ lời thôi. Để anh với Dân tới gặp vợ chồng chú Tư Sang nói chuyện. Thôi đi anh, dù gì thì anh Thành cũng được thả ra rồi. Cô muốn giành thì cứ để cho cổ giành đi. Dì ba, con xin lỗi dì nha. Làm gì phải gặp chị Thảo. Để con về nhà gặp anh Thành rồi tính chuyện với ảnh. Ê, thôi thôi, cái nhà đó dữ lắm. Mày mà về á, nhất định bị cả nhà đó bu lại chửi đó. Thôi thôi, không được đâu con. Phải đó, anh thấy em gặp riêng anh Thành thì hay hơn. Cái nhà đó, có mình anh Phú là có dễ hiểu chuyện thôi. Để anh tới nhà máy gặp anh Phú, nhờ anh nhắn giùm anh Thành. Dạ. Em coi lại chỗ này nè. Dạ, số liệu này ha. Dạ. Anh Phú,
Ủa? Ờ, chắc là có liên quan tới Hoa đó, đến ra coi sao. Ờ, em kiếm anh có chuyện gì không? Hoa muốn gặp riêng nói chuyện với anh Thành. Anh Phú nhắn giùm anh Thành được không? Hồi sáng dì ba có tới nhà mà không gặp anh Thành, chỉ gặp chị Thảo thôi. Hiện tại nhà anh đang căng lắm, mọi người ai cũng trách Hoa hết. Riêng anh á thì anh tin Hoa không có tuyệt tình với thằng Thành. Ờ, thôi được rồi, em nhắn giùm cho. Em cũng biết nhà anh rồi đó. Em đừng có kể với họ là anh giúp cho em chuyển lời nghe. Dạ, em biết rồi. Vậy em cảm ơn anh nghe. À, em về. À, khoan đã. Anh nghe nói là bắt được tụi Tuấn Kẹ rồi đúng không? Dạ, công an đang khởi tố tụi nó. Chắc đầu tháng sau là ra tòa đó. Ờ, tụi nó có nhiều tội không em? Tụi nó có bị tử hình không? Dạ, tụi nó đốt ghe của chú hai, với lại đâm em mà em không chết. Em nghĩ cao nhất là ở tù chung thân đó anh. Tù như vậy mới đáng kiếp tụi đó chứ. Thôi, em về đi, để anh nhắn thằng Thành cho. Dạ, chờ anh em về. Ờ. Đúng như mình dự đoán, tụi nó ngu gì mà khai thêm tội. Mình vẫn còn an toàn. Anh Phú. Ờ, hả? Có chuyện gì vậy anh Phú? Ờ, nó nhờ anh đó là hẹn giùm thằng Thành ra gặp con Hoa. Ờ, nhưng mà anh đã từ chối rồi, em cứ yên tâm đi. Hả? Cái lão cáo già này không biết có giúp mình thiệt hay không. Trông chờ vào người khác chi bằng tự mình ra tay. Anh Phú. Hả? Hôm nay em thấy mệt, anh cho em nghỉ sớm nha. Ờ, em thấy trong người không khỏe hả? Dạ, mấy hôm nay tự nhiên em thấy trong người khó chịu á. Ờ, được, em cứ về đi. Dạ. Em về đi. Dạ. Dân ơi, Dân ơi. Ủa? Má, má chờ con chút xíu. Má ơi, má uống thuốc đi má. Má thấy đỡ chưa? Nó về kìa. Dạ. Tôi má không mới về. Chị hai, sao nay chị hai về sớm vậy? Ủa, hai bị sao vậy? Nói em nghe đi. Hai cũng không biết phải làm sao nữa. Má, con có lỗi với má. Có chuyện gì vậy con? Con bị làm sao hả? Hai, bộ có ai ăn hiếp hai hả? Nói em nghe đi, em xử hết cho. Không ai ăn hiếp hai hết, tự hai dại dột thôi. Mấy hôm nay tự nhiên con thấy khó chịu trong người. Hả? Với lại con ăn không có tiêu, nên con đi khám. Bác sĩ nói con bị gì hả? Bác sĩ nói con bị làm sao? Con có thai
Có thai. Có. Con có thai với ai hả? Dạ con của anh Thành đó má. Anh Thành hả? Nhưng mà anh có vợ rồi mà, sao hai với anh lại? Tại sao vậy Bích? Má, má đã nói với con rồi, tại sao con cứ ngang bướng vậy hả Bích? Má ơi, con xin lỗi má ơi. Tại vì con quá yêu anh Thành. Con, con sẽ đi phá bỏ cái thai này. Không được, nó là con của chị Hai mà, làm như vậy ác lắm đó. Chứ bây giờ em kêu Hai phải làm sao? Thằng Thành biết chuyện này chưa? Dạ chưa má. Cái anh Thành này, có vợ rồi mà còn qua lại với chị nữa, thiệt là quá đáng mà. Em phải tới nhà ảnh cho ảnh một trận mới được. Thôi em đừng có đi, em có làm gì á thì anh Thành cũng không có chịu trách nhiệm đâu. Vậy bây giờ em sẽ làm ầm lên, em la làng lên cho mọi người đều biết cái bộ mặt sở khanh của ảnh. Má, con đi qua nhà ảnh nha. Dân, ngồi xuống. Má, bây giờ con có qua bên đó, con làm ầm ĩ lên thì chị của con sẽ bị liên lụy đó. Nhưng mà bây giờ con qua đó, con biểu thằng Thành qua đây gặp má liền. Dạ. Để má nói chuyện với nó. Dạ. Đi đi, đi qua kêu nó liền. Con đi liền. Qua biểu. Má, con xin lỗi má. Con nhất định phải cưới cho được thằng Thành hả Bích? Hả Bích? Má, sao tự nhiên má hỏi con vậy? Má là má của con, chẳng lẽ má không hiểu con? Bây giờ con Dân không có ở đây, con nói thiệt cho má biết, chuyện cái thai là có thật hay không? Hả? Hay là con bắt chước con qua chỉ là giả bộ thôi? Hả Bích? Má, con có thai thiệt đó má. Má nghĩ con giống con Hoa hả? Con thương anh Thành thật lòng. Má, má giúp con nha má. Má thương cháu ngoại của má, giúp con nha má. Con ngu lắm. Dạ thưa má, con mới về. Hôm nay má lu bu cái chuyện thằng Thành rồi má bỏ quên chuyện nhà máy à? Hôm rày sao rồi con? Dạ lúc này ít đơn đặt hàng lắm má. Bên Vạn Lợi dành hết mối của mình. Trời, đợt thằng Thành tính đi mở rộng đại lý thì gặp chuyện. Dạ đợi nó khỏe lại đi làm rồi tụi con sẽ tiếp tục. Nó còn đang lình xình cái chuyện con qua chưa biết làm sao nữa. Thôi, hay là con thuê trước vài người đi, sau này thằng Thành vô làm cũng phải thuê thêm người, chứ một mình nó làm sao nó cán đáng hết được. Dạ. Dạ, cô xin phép vô thăm thằng Thành một chút. À. Anh Thành ơi, anh Thành. Ủa? Anh Thành ơi. Hai. Dạ. Ờ ừ, con. Con chào bác. Con kiếm Thành có chuyện gì không? À em. Chào anh. Hình như em là Dân, em của Bích đúng không? Dạ. Thằng Thành ở trong phòng á. Để anh kêu nó nghe. Thành ơi, Thành ơi Thành. Con ngồi chơi đi con. Dạ thôi, để con nói chuyện với anh Thành cái rồi con đi liền à. Có chuyện gì mà nhìn em căng thẳng quá vậy? Chị Hai của em có thai với anh Thành rồi. Sao? Hả? Có. Ủa Dân, em kiếm anh hả?
Anh đã có vợ rồi mà anh còn gạ gẫm chị hai tôi nữa. Anh đúng là đồ sở khanh mà. Anh xin lỗi, thật tình là anh không có cố ý. Anh hại đời chị hai tôi, rồi một câu xin lỗi là xong hả? Bây giờ cái đứa bé trong bụng chị hai tôi anh tính sao đây? Em vừa mới nói cái gì Bích có thai hả? Má tôi kêu anh qua nhà nói chuyện liền kìa. Anh á, anh liệu làm sao mà giải quyết cho ổn thỏa? Anh mà làm chị hai tôi tổn thương, tôi không tha cho anh đâu. Dạ thưa bác, thưa anh con đi. Thành. Thành à, Bích có thai với em thiệt hả? Em cũng không biết nữa, hôm nay em đâu có gặp Bích đâu. Đâu con qua vẫn còn nói chuyện coi làm sao. Má, có chuyện gì mà mọi người căng thẳng quá vậy? Con Bích nó có thai với thằng Thành. Cái gì? Con Bích nó có thai với thằng Thành? Ừ. Thiệt hả? Trời, chuyện này tao nói chơi được sao? Ghê nha. Giờ cậu tính làm sao? Dạ, con xin lỗi Bích với dì, với gia đình nhiều lắm. Dì cho con thêm thời gian để suy nghĩ nha. Anh còn suy nghĩ cái gì nữa? Bộ anh tính phủi bỏ trách nhiệm hả? Không phải, tại vì chuyện này nó bất ngờ quá, anh còn không biết xử lý nó làm sao nữa. Dì, hay là dì cho con gặp Bích? Nó đang mệt, nó cũng không muốn gặp cậu đâu. Hôm nay nó giấu tôi cũng vì suy nghĩ cho cậu, nên nó không cho tôi biết chuyện này. Nó còn tính đi xứ khác sinh con một mình nữa. May mà tôi phát hiện kịp, chứ nếu không cái bụng nó lùm lùm lên, rồi mặt mũi nhà này để đi đâu. Bây giờ cậu về bên nhà lo mà ly dị con qua đi, rồi kêu gia đình đem lễ vật qua đây cưới con Bích. Nếu không á, đừng trách tôi làm lớn chuyện nha. Gì? Cái chuyện này con... Má, Bích, má đừng làm khó anh Thành nữa má. Anh không cần phải lo cho em đâu. Một mình em sẽ nuôi con. Em không có sợ miệng đời dị nghị cười chê đâu. Con đừng có suốt ngày suy nghĩ cho người khác như vậy. Lo cho đứa con trong bụng con kìa. Chị hai đừng có khóc. Tôi không nói giỡn đâu nha. Cậu lo mà giải quyết đi. Dạ, nhưng mà dì cho con thêm thời gian suy nghĩ đi. Con hứa với dì là con sẽ có cách giải quyết về chuyện này. Thôi được rồi, tôi cho cậu 2 ngày, sau đó phải trả lời rõ ràng cho tôi biết. Nghe chưa? Dạ. Bây giờ đi về đi. Chào dì cô về. Anh về luôn nha. Má, má uống nước đi má. Má, hồi nãy sao mà má nói xạo vậy? Hai đâu có tính bỏ đi đâu đâu. Rồi còn cái chuyện mà má phát hiện với thằng Thành, vậy là đủ rồi. Dạ. Bộ em tưởng 16 năm là giây phút ngắn ngủi hay sao? Tại sao em không hẹn anh 8 năm để chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn? Em biết anh tha thiết yêu em. Dù có đợi 16 năm, anh cũng sẽ một lòng chung thủy. Em lầm. Em hãy yên tâm, sau này chúng ta sẽ mãi mãi sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Dương quá. Điêu huynh à, ổng là Điêu huynh. Đúng. Điêu huynh à, em không được đi. Anh xin lỗi nha.
Tôi xuống đây gặp anh Long gì quá mừng rỡ, cho nên tôi có báo với anh. Yêu Huynh à, bây giờ thôi đi kết lên trở đi. Sao rồi con? Dạ, vì Út Thương muốn con ly dị với Quang để cưới Bích. Tất nhiên là phải vậy rồi, không lẽ mày bỏ con mày? Nhưng mà em không có yêu Bích. Nếu mà vì đứa con buộc phải sống với nhau cả đời sao mà được? Có gì mà không được. Tình cảm thì từ từ dung đắp. Không lẽ mày tính làm Sở Khanh không nhận con mày hả? Chị nói gì kỳ vậy? Em sẽ chu cấp cho đứa bé, nó vẫn là con của em. Nếu muốn Bích cứ đẻ nó ra đi, đưa cho em nuôi cũng được mà. Chắc con Bích nó chịu sinh ra rồi đưa cho mày nuôi quá à. Gì thì gì, cháu của má không thể để cho người khác nuôi được, kể cả mẹ ruột của nó. Nhưng mà con không thể cưới Bích được. Vậy sao mày làm nó có con chi? Bây giờ con không có quyền muốn hay không muốn ở đây. Vì cháu đích tôn của má, má không có nhân nhượng với con đâu. Mọi người cứ bình tĩnh đi. Mà có chắc Bích nó có thai không? Biết đâu giống như đợt của Hoa thì sao? Anh nghĩ sao mà nói con Bích nó giả bộ mang thai? Nó không có như con quỷ kia đâu. Thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà em. Tụi nó qua lại chỉ có một lần thôi. Anh với em đó, mấy năm rồi còn chưa có con nữa. Chưa có con là tại anh vô dụng á. Bộ anh tưởng ai cũng như anh hả? Nè, thằng Phú nó nói không phải là không có lý đâu. Dù gì thăm khám đàng hoàng vẫn tốt hơn. Rút kinh nghiệm đợt trước, kiểm tra cũng được. Nhưng mà rủi là thiệt, con Bích nó giận mình là tại vì mình không tin nó là sao? Hay thôi, để từ từ con hỏi nó cho. Nếu nó muốn gạt con á, thì con có muốn hỏi cũng vậy thôi. Thành, ngày mai con chở má qua bên đó. Dạ. Má sẽ nói khéo để đưa con Bích đi khám thai luôn. Dạ. Con đi học. Con ăn gì chưa? Con chiên cơm ăn rồi. Đi học về nhớ ghé con qua nha. Má, anh Thành là người không có chung thủy, hay cưới được ảnh chưa chắc gì đã hạnh phúc. Nhưng mà chị của con đã quyết định như vậy rồi, với lại còn đứa bé nữa, không lẽ nó sinh ra không có cha. Má biết là con không thích mấy chuyện như vậy, nhưng mà vì chị hai, ráng đi. Sau này má có chết rồi, chị con có làm cái gì sai thì cũng niệm tình má mà giúp cho chị nha không? Má, sao má nói giống như trăn trối vậy? Bộ má thấy không khỏe trong người hả? Thì má nói phòng hờ vậy thôi chứ trăn trối cái gì. Má biết tánh hai đứa bay quá mà. Nhưng mà lỡ đâu hai làm chuyện quá đáng rồi sao? Làm cái gì quá đáng thì cũng là chị của con. Giúp chị hai đi, nghe. Nếu mà hai làm chuyện sai á, thì con sẽ giúp hai sửa, chứ con không giúp hai che giấu đâu. Thiệt tình luôn á. Thôi được rồi, sao cũng được. Nhưng mà chị em với nhau là phải thương yêu đùm bọc nhau nha không? Cái này á thì má yên tâm đi, con không để ai ăn hiếp chị hai đâu. Vậy được rồi. Ủa, chào gì? Em chào chị. Sao Kim nói sớm dữ vậy con? Tất nhiên là có chuyện quan trọng rồi, chứ con có bao giờ thức dậy trước 7 giờ đâu. Bích đâu gì? Nó còn mệt ngủ trong phòng á, giờ này đã thức đâu. Kêu chị hai đi. Ơi. Dạ thôi, chị Thảo ở chơi, em đi học nha. Thôi má con đi. Bích ơi. Bích à. Bích. Dạ. Có chuyện gì không mà chị kiếm em sớm quá vậy? Em có bầu thiệt đó hả? Chị nghĩ em gian xạo giống con Hoa hả? Không có. Má chị với thằng Thành bị cái vụ con Hoa lần trước, cho nên bây giờ rút kinh nghiệm rồi. Lát nữa má chị sẽ qua kêu em đi bệnh viện khám thai đó.
Vậy nên chị mới phải qua sớm để đề phòng, co kem nói gạt thì còn tính cách nữa. Chị về phía em mà. Em có bầu thiệt. Vậy thì tốt quá. Má chị cưng cháu lắm, nhất định sẽ bắt thằng Thành bỏ con qua cưới em đó. Em cũng mong con em có một gia đình trọn vẹn. Em cảm ơn chị nhiều nha. Có gì đâu. Thôi chị về nha. Con về nha dì. Nè, coi có chuyện gì á, con nhớ giúp Bích giùm cho dì nha. Dì yên tâm đi, dì khỏi lo. Từ lâu con coi con Bích như là em dâu của con rồi. Tại con quỷ kia nó mưu mô quá thôi. Kỳ này nó hết cửa về nhà con rồi dì. Thôi con về nha. Ừ. Con tiễn chị Thảo về nha má. Chị Thảo. Ừ? Hồi nãy có má em không có tiện nói. Nếu như mà anh Thành ảnh cương quyết không chịu cưới em thì bác Hội cũng đâu có làm gì được. Giống như cái đợt ảnh đòi cưới hôm qua vậy đó. Ờ ha. Má chị nói cứng vậy nhưng mà rốt cuộc cũng thua nó à. Bây giờ sao vậy? Bởi vậy mình phải có kế hoạch. Kế hoạch gì? Rồi mà nó không chịu qua. Thôi kệ nó đi, con đừng có trông chờ gì nữa hết á. Chú thấy con nên dứt khoát đi. Đừng vì đứa con mà chịu đựng người chồng, gia đình chồng với họ khổ cả đời đó con. Qua anh ba anh có hỏi cậu là mình có muốn lãnh luôn cái vườn chôm chôm của anh không. Anh cho mình lãnh trong vòng 5 năm, con thấy sao? Con thì quen lên đến sông nước rồi, lên bờ con thấy con quen cậu ơi. Nhưng nếu cậu tư muốn lên bờ thì con lên với cậu. Sao cậu lớn hơn con, tất nhiên là cậu khó quen hơn con nữa. Cậu sống ở dưới sông nước này mấy chục năm rồi, làm sao mà quen được. Thôi được rồi, để chút cậu trả lời với anh ba, để cho người khác lãnh. Con qua có bà ba xa ba lo rồi, mình ở lại đây con không có giúp được gì hết. Tranh thủ làm cho xong, tháng sau mình nhổ neo đi con ơi. Lình xình mấy tháng nay rồi, mỗi mang chắc họ trong mình lắm, không khéo thì mất hết. Dạ. Ê nhỏ kìa. Ủa chị hai, đừng có kêu thân thiết quá vậy. Con Bích á, nó nói nó muốn gặp cô có chuyện. Ủa, Bích muốn gặp em có chuyện gì hả chị? Ai mà biết, nó kêu tôi nhắn vậy thôi. Lên xe đi, tôi chở qua nhà nó. Dạ, em tự đi được rồi chị. Nó cần gặp cô gấp, chuyện liên quan tới thằng Thành đó. Bộ tôi ăn thịt hay sao mà sợ. Lên xe. Dạ, chị đợi em xíu. Nhanh giùm cái. Trời, sao tự nhiên qua đi với bà đó vậy cậu? Con nhỏ đó hung dữ như quỷ, con qua bầu bì nghe lời nó chở đi đâu vậy không biết. Cậu gì? Để con chạy theo thử coi sao nha. Ừ, chạy theo coi. Con đi nghe. Ừ. Má, má nhớ những gì con dặn nha. Nhớ rồi. Nhớ nha má, không được thay đổi nha. Biết rồi mà. Xuống đi, đi vô. Dạ, có chuyện gì vậy chị? Đi vô.
Dạ con thưa gì? Ngồi đi. Chị Thảo nói Bích kiếm tôi có chuyện gì hả? Con ngồi xuống đi đã. Con có biết con Bích có thai với thằng Thành chưa? Hả? Dì nói gì? Bích có thai với anh Thành hả? Ừ. Bộ anh Thành không có nói với chị hả? Chắc nó muốn giấu cô đó. Bích nó có thai rồi. Cô biết điều đi, lý dị thằng Thành đi. Dù gì con cũng là vợ chính thức của thằng Thành. Dì muốn là trong nhà giải quyết êm đẹp với nhau. Chứ cháu ngoại của dì nhất định là phải có cha đó. Nếu cô không chịu buông tha cho anh Thành thì đừng có trách tôi. Đáng lý ra người nói câu đó là tôi chứ không phải là cô. Cô mới là người cướp chồng của tôi đó. Nè. Ê, cũng đâu có hiền lành gì. Bây giờ lộ mặt rồi. Ủa không có đóng vai đáng thương nữa hả? Chị hai, em biết chị nhiều lần tìm cách ly gián vợ chồng em. Bích cũng không kém cạnh gì. Sợ gì em không lên tiếng là vì em không muốn làm lớn chuyện. Hai người không cần phải bày nhiều trò như vậy nữa. Tôi sẽ không tranh giành người đàn ông phản bội đó. Hai người nhắn lại với anh Thành, cứ làm đơn ly dị đi. Tôi sẽ ký. Nè, qua. Anh Tố. Họ có làm gì em không? Mày nói vậy là sao? Hả? Tôi cảnh cáo mấy người. Mấy người đụng tới qua nữa, tôi không để cho mấy người yên đâu nghe. Mày hù tao hả? Mày làm gì tao? Tao sợ mày chắc. Mày làm như tao sợ mày vậy á. Nè. Em không có gì hết, mình đi về. Em có sao không? Sao vậy con? Sao không vậy? Con buông tôi ra đi. Hai người đi khỏi nhà tôi. Trời tôi ơi, tôi sẽ tự nuôi con một mình. Có chuyện gì vậy? Hả? Mấy người hai đứa bay đi liền chưa? Muốn một xác hai mạng hả? Chuyện gì? Hả? Qua. Xem ở đây. Nó nghe con Bích có thai. Nó tới đánh vặn mặt chứ chi. Nè, chị đừng có vu khống tôi. Tôi không có làm gì cổ hết. Chị ăn nói cho đàng hoàng nghe. Cổ tự té ngã, không liên quan gì tới Quang nghe. Chuyện gì? Hai đứa đánh con Bích, bây giờ còn chối hả? Hả? Trời đất ơi. Diễu, con không mấy ngờ người. Hai người có đánh Bích đâu. Anh không tin tôi thì tôi không còn gì để nói nữa hết. Trời ơi mày. Má ơi. Trời ơi con. Con đau quá má ơi. Trời ơi. Sao vậy nè? Đưa nó đi bệnh viện đi. Đưa nó đi bệnh viện giùm tôi đi. Bỏ con đi bệnh viện con. Ráng lên. Con nhỏ này ngồi ngoài sao giữ nó lại. Dạ. Nè con, để con. Cháu tôi mà có chuyện gì á, tôi tính sổ với cô. Nhẹ thôi em. Tránh ra coi. Tránh ra. Nhanh lên. Đây, ngồi đi con. Cẩn thận đó. Theo con nha má. Đi xem chị đi. Đúng là cổ diễn kịch giỏi thiệt đó. Anh càng ngày càng ghê sợ cổ. Anh không ngờ Diệu Thương cũng giống như con gái của mình. Để anh về, anh nói với cậu Tư, qua nói chuyện với bọn họ. Không để họ vu khống mình như vậy được. Thôi kệ họ đi. Họ muốn diễn cứ để cho họ diễn. Em thật sự mệt mỏi quá rồi. Em chỉ cần có đứa con thôi. Em sẽ ly dị với anh Thành. Đó, mày còn khen con quỷ đó hiền lành, hiểu chuyện nữa không? Không biết con Bích nó có sao hay không đây nè. Tao mong cho mẹ con nó được bình an. Bây giờ con không cần phải cưới con Bích nữa. Gia đình gì có thể nuôi mẹ con nó được? Không có được chị. Đứa nhỏ phải có đủ cha đủ mẹ chứ. Con nhỏ đó bây giờ không còn là dâu con của tôi nữa. Nó không có quyền gì ghen tuông ở đây hết á. Nó mà còn dám đụng tới con Bích với đứa nhỏ, tôi sẽ thưa nó ra công an. Đúng rồi đó má. Má ơi, con nghĩ là trong cái chuyện này có chuyện gì đó hiểu lầm ở đây á. Chứ con nghĩ là chắc chắn là Hoa không bao giờ có cái hành động đó đâu. Tới giờ này mà mày còn binh nó nữa hả? Mày có biết phụ nữ mà ghen là kinh khủng tới cỡ nào không? Không lẽ bây giờ tao nè, má nè, rồi dì Út nữa hùa nhau đổ tội cho nó. Mày đừng có u mê nữa giùm tao một cái.
Nó tính giết con mày kia kìa. Dạ, bác sĩ. Cái thai có sao không bác sĩ? Cái thai vẫn ổn. Mấy tháng đầu nên cẩn thận, bồi bổ cho em bé nha bác. Bây giờ người nhà có thể vào thăm. Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ. Mừng quá. Đi vô. Đừng còn gì nữa. Ba. Thôi thôi được rồi, con nằm nghỉ ngơi đi. Nằm nằm đi em, nằm đi. Bích. Cũng may là ông trời ông phù hộ nên đứa bé không có sao. Anh Thành, em sẽ không bắt anh cưới em đâu. Em chỉ cần hai mẹ con em bình an là được rồi. Con không có việc gì phải sợ hết á. Có bác ở đây nè. Con nhỏ kia nó không dám làm gì con đâu. Nè, mày đi về ly dị con nhỏ kia liền ngay lập tức cho tao. Rồi cưới con Bách đi. Chứ đợi tới cái bầu nó bự ra là sao? Mày đi liền đi. Bác, anh Thành anh đã không muốn thì bác với chị Thảo đừng có ép. Bây giờ cậu trả lời một tiếng đi. Nếu không thì để tôi đưa con Bích đi chỗ khác sinh nở. Chứ để cái bụng nó lớn lên rồi gia đình tôi cất cái mặt đi đâu. Dạ, dạ bác cứ bình tĩnh. Dạ thôi, để bây giờ con đi gặp qua con nói chuyện. Bích, em ráng nằm nghỉ ngơi nha. Đi đi. Nhanh. Lệ mê à. Đi lẹ đi. Thằng Thành nó chịu đi rồi đó con. Con đừng có lo nghĩ gì hết á. Ảnh hưởng tới cái thai. Ngang. Dạ con biết rồi bác. Cái gì mà bác? Má, bây giờ em đang mang thai cháu đích tôn của má rồi. Có cái gì đâu mà ngại. Má nghe chưa? Đúng không má? Kêu bà má đi con. Dạ. Nhưng mà cái cô qua kia đã tới đánh con như vậy là vẫn có ý níu kéo anh Thành. Con sợ cổ sẽ không bỏ cuộc đâu bác. Con nói cũng đúng. Hay là chị với cháu Thảo qua bên đó đi. Phòng hờ cái chuyện mà cậu Thành bị cô đó cổ lung lay á. Má, dì Út nói phải đó má. Chứ có khi con nhỏ đó nó giả nai này nọ, cái thằng Thành nó siêu lòng nữa đó má. Dạ. Đúng rồi. Đi má, đi má, đi đi. Con, từ từ. Người hãy về đi, còn nói làm chi.
quyết định đám cưới với anh á, là em đã tự hứa sẽ làm cho má với chị hai chấp nhận em. Được rồi, vậy tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng ha. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tụi mình cũng sẽ ở bên nhau và cùng nhau đương đầu vượt qua nó, không bao giờ buông tay nhau. Em chịu không? Anh nói là phải giữ lời đó. Anh tháo giùm em đi. Trừ khi em không muốn nắm tay anh nữa thôi. Mà cho dù em không muốn nắm tay anh vậy nữa thì anh cũng sẽ nắm tay em thật chặt giống vậy nè, không bao giờ buông tay ra đâu. Đó, tháo cái vòng này ra chứ không bao giờ buông tay đâu. Quá. Anh Tố. À. Ủa sao nay anh về sớm vậy? Ờ, tại anh về nghỉ trưa chút xíu. Lát xế xế anh qua giường của bác ba lại. Bình thường á, anh với chú Tư đều ở lại nhà bác ba để nghỉ trưa. Anh nè, em không có sao đâu, anh đừng có lo mà. Chức định ly hôn hả? Dạ. Em nghĩ chắc đây là cách tốt nhất rồi. Em không muốn ly hôn đúng không? Em cũng không biết nữa. Em chỉ có cảm giác không nỡ. Em còn yêu anh Thành. Bây giờ anh Thành có con với Bích rồi. Anh nghĩ em đừng có dây dưa nữa. Nếu cứ dây dưa hoài, anh sợ em là người bị tổn thương nhiều hơn. Ủa? Má. Chị hai. Cô không còn quan hệ gì với nhà tôi nữa. Đừng có má con, chị em gì hết. Vậy hai người tới đây chi vậy? Cô đúng là đồ độc ác. Cũng may là cháu của tôi nó không có chuyện gì. Tôi cảnh cáo cô nha, cô mà còn đụng tới mẹ con của Bích nữa, tôi sẽ thưa cô ra công an. Em có sao không? Sao vậy? Có sao không vậy? Cô buông tôi ra đi. Má, thật sự là con không làm gì Bích hết. Không làm gì mà con Bích nó phải nhập viện hả? Hay là cô đợi nó sảy thai rồi con mới tính là làm gì? Cô không cần phải giải thích quanh co dông dài gì nữa hết. Bây giờ con Bích nó đang có thai. Có thai thiệt. Mà nó là cháu nội của tôi. Con Bích sẽ trở thành con dâu chính thức của tôi. Còn bây giờ, cô cần bao nhiêu tiền để cô ký đơn ly dị? Cô nói đi. Má, ngay từ đầu lấy anh Thành con đã không phải vì tiền rồi. Con sẽ không lấy bất cứ thứ gì của gia đình má hết. Đừng có làm bộ thanh cao khôn hồn thì lấy chút tiền rồi biến đi. Hay là chê ít muốn cả gia tài nhà này chứ gì? Nè, ký đơn hay không á là chuyện của Hoa với anh Thành. Hai người không có quyền gì can dự vô hết. Hai người đi về đi. Mày là cái thá gì mà lên tiếng ở đây? Hay là mày với nó tư tình âm mưu để cho nó chiếm đoạt tài sản nhà tao, chưa đạt được mục đích nên xí vô không cho nó ly dị? Nè, con nói cho cẩn thận nghe. Anh Tố, có chuyện tôi đó. Mày làm gì tao? Mày hù tao hả? Thôi anh. Mày ngon mày đụng tao đi, tao thưa công an liền đó. Con nhỏ kia, mày có ký không? Mày không ký, tao cho giang hồ xử mày đó. Bây giờ tôi hỏi cô một lần cuối, cô có ký hay là không?
đây là lần cuối cùng con gọi má là má. Lúc xưa con yêu anh Thành thật lòng, không phải bởi vì anh giàu có. Khi con về làm dâu nhà má, con thật sự muốn làm vợ hiền dâu thảo. Con chưa bao giờ có ý định lừa lọc hay có ý nghĩ tham lam tài sản của má. Con cảm ơn má trong thời gian qua đã bao bọc và bao dung lỗi lầm của con và cho con làm con dâu của má. Tôi ký đơn ly hôn này không phải bởi vì tôi sợ chiêu trò của chị, mà vì tôi thật sự thất vọng về anh Thành và tôi không muốn phải phiền lòng hơn nữa. Từ nay tôi sẽ không còn liên quan gì đến anh Thành. Chị với Bích không cần phải nhọc công nữa đâu. Những gì xây dựng bằng mưu mô lừa lọc thì sẽ không bền đâu. Đừng có lên mặt dạy đời ở đây. Má không có nghe mấy lời dối trá giả nai của nó nữa. Về thôi má. Tôi hy vọng là cô sẽ làm đúng những gì cô nói. Sao em không cho họ biết là biết về đứa con của em? Em không muốn phiền phức nữa. Đợi em và anh hoàn tất thủ tục ly hôn, em sẽ dọn đi xứ khác. Qua, qua. Em có sao không? Nè, em có sao không vậy? Em mệt quá, em muốn vô trong nghỉ một chút. Thôi, em vô nằm nghỉ đi. Trời ơi, Thành, con đứng đó làm gì hả? Con chỉ đứng hóng gió một chút thôi. Trời đất ơi, tưởng mày ra đây tự tử không đó. Khoái bánh bao riết, hèn chi thích tào lao quá. Mày mới tào lao á, sao mày nói mày qua nhà con qua, mày giờ mày còn ở đây nữa. Má, con muốn suy nghĩ kỹ hơn về chuyện ly hôn của con. Má cho con thêm thời gian được không? Khỏi suy nghĩ cái mày. Con qua nó ký đơn rồi. Nè, mày coi đi. Bộ mày tưởng nó còn lưu luyến mày hả?
Bây giờ con nên tập trung lo cho mẹ con Bích đi. Đúng rồi đó. Có phải má với chị hai ép qua ký cái lá đơn này không? Bộ mày nghĩ tao với má ép nổi nó với đồng bọn của nó hả? Lúc tao với má tới đó có thằng Tốt ở đó nữa. Chắc là tụi nó muốn mày mau ly dị để qua lại với nhau cho dễ. Chứ bây giờ con Bích có thai rồi, đâu sao lại nữa. Đưa đây, mày không tình thôi thì để tao nộp đơn phương cho nó. Thành, nè, Thành, con đi đâu vậy? Thành, con đi đâu? Con tới chỗ của Hoa. Nó đã ký đơn rồi, con còn tới đó làm gì nữa? Tao với má nói thiệt chứ có gạt mày đâu. Mày tới đó cũng vậy à? Thành, nè. Ê, Thành! Thành ơi! Mà. Trời, mày nhớ mày chạy kịp nó không? Thì tao không chạy kịp thì mày chạy lên trước. Trời, má rảnh quá đi. Trời má ơi. Thấy không? Thằng quỷ đó ký đơn rồi mà nó còn vậy nữa. Má phải cương quyết lên nha. Không thôi là nó không có chịu cưới con Bích đâu á. Thì ra là vậy. Thôi ly dị cho nó khỏe. Thằng chồng thì trăng qua, gia đình thì hung dữ, thêm cái con Bích đanh đá thủ đoạn nữa, sao mà sống nổi. Dạ. Đây nè, để đây một chút nguội, dì kêu nó dậy uống. Ờ, chiều dì nghỉ bán ở với nó được rồi. Còn con đi hái chùm chơm hái đi. Dạ. Cái thằng quỷ dịch đó tới đó. Dì ba, đứng lại. Đơn ly dị con Qua nó ký rồi, mày tới đây làm gì nữa? Con tới để hỏi Qua là cái đơn ly dị đó Qua tự ký hay là má con với chị hai con ép ký. Giờ về cho con vui gặp vợ con đi. Mày đứng lại. Con Qua nó tự ký đó, không có ai ép buộc nó hết á. Nó không muốn gặp mày nữa, mày đi về mau đi. Đi. Con muốn gặp vợ con. Mày đi đi. Trời ơi, sao mày lì quá vậy? Đi. Buông ra. Không. Buông ra. Không. Buông ra. Không vậy. Nè, buông chị ba ra. Anh bị khùng hả? Tôi có làm gì bả đâu. Kêu bả buông tôi ra. Đó, con đuổi nó về đi. Nè, anh về đi, đừng có làm phiền Qua nữa. Để tôi nói cho anh biết, tôi chưa có ký vào cái tờ đơn lý gì. Qua vẫn là vợ của tôi. Anh đừng thưa nước đục thả câu, chén chứng vào. Có phải anh là người xúi Qua ký vào cái đơn lý gì đúng không? Tôi phải đó, đúng đó. Con Qua lý gì mày? Để về với anh Tốt đó. Mày nhìn đi, thằng Tốt nó tốt hơn mày gấp trăm lần. Nó mới là người xứng đáng với con Qua. Còn mày mau trở về với con Bích đi, cho đủ đôi gian phu gian phụ. Tốt. Nè, con đuổi nó về liền. Quýnh nó đi con, quýnh nó đi. Mày với con Qua sắp cưới nhau rồi, đơn ly dị con Qua nó cũng ký rồi. Không việc gì con phải sợ cái thằng này hết á. Nó không về con đánh nó đi. Đánh nó đi. Tốt bà nghe lời gì? Con phải vì con Qua, cho nó đừng có đeo bám con Qua nữa. Con Qua sẽ khổ. Đánh nó đi. Đánh đi. Phải đó. Ừ. Bây giờ Qua sẽ làm vợ của tôi rồi. Anh về đi, đừng làm phiền Qua nữa. Anh mà tới làm phiền nữa, đừng có trách tôi nha. Anh về đi. Ê nè, hay mày đợi tao phan dép vô mặt mày hả? Được rồi, muốn ly dị chứ gì. Ừ. Hẹn gặp nhau á to. Cãi nó. Dì ba. Làm vậy có được không? Được hết á. Dì chỉ muốn tốt cho con Qua thôi mà. Cái thằng quỷ đó nó còn muốn níu kéo nhỏ. Dì mà không nói xạo như vậy, sao nó chịu bỏ đi? Yên tâm đi, có gì dì chịu trách nhiệm cho. Con không có việc gì phải sợ hết á. Vậy đi. Anh có quen biết ai làm mấy cái vụ ly hôn này không? Cho tiền để người ta làm nhanh nhanh. Còn tính cái chuyện đám cưới với con Bích nữa. Những cái tờ đơn này chỉ có một mình Qua ký à. Có khi thằng Thành nó không chịu thì sao? Vậy còn kéo dài à. Má, má phải làm áp lực với nó nha má. Coi như là vì cháu của má thì má làm đó. Má, má sao vậy? Chắc gì mới lời ngon ngào lúc nãy của con quỷ đó chứ gì. Bởi vậy hai má con bị nó dụ ý như nhau. Má chỉ cảm thấy là lời con Qua nó nói thật lòng,
mà nó cũng không có lỗi trong vụ này. Má còn binh nó nữa. Má đừng có quên là nó suýt giết chết cháu má đó. Thôi thôi, không có nói cái vụ này nữa, ăn cơm đi. Dạ. Má, nó về rồi kìa, má nhớ làm căn á. Chị hai. Vậy tao đưa ly dị hồi nãy đâu? Hỏi chi, đừng hòng tao đưa à. Nghe mấy lời ngon ngọt rồi tính quay lại với nó hả? Bây giờ chuyện cũng đã lỡ rồi, con mà không cưới con Bích á thì từ nay về sau đừng có nhìn mặt má nữa. Con đi khỏi nhà này luôn đi, rồi má sẽ đón mẹ con Bích về đây, coi như là dâu con trong nhà. Nãy giờ con có nói cái gì đâu. Con nói là con muốn cưới Bích, muốn lấy tờ đơn lên vậy là để ký vô thôi. Mày nói thiệt hả? Trời ơi, sao mày không chịu nói sớm? Để tao đi lấy liền cho. Thành, em suy nghĩ kỹ chưa vậy? Em đã quyết định rồi anh hai. Còn mấy cái vụ mà giấy tờ ly dị á, nhờ anh hai lo giùm em nha. Má, còn chuyện cưới Bích á, má muốn làm sao thì má làm. Nè, ký. Ký đi. Bây giờ qua sẽ làm vợ của tôi rồi. Anh về đi, đừng làm phiền qua nữa. Anh mà tới làm phiền nữa, đừng có trách tôi nha. Anh về đi. Suy nghĩ cái gì nữa, ký liền đi. Ký liền đi. Anh hai, coi lo làm thủ tục giùm em nha. Em yên tâm đi, chị sẽ kêu ảnh lo nhanh thiệt nhanh cho em nha. Má, con thấy nó có vẻ còn lưu luyến với con Hoa, với lại chưa có cảm tình với con Bích đâu. Thôi kệ nó, giờ nó chịu cưới con Bích là được rồi. Rồi có chuyện gì từ từ mình tính sau. Ăn cơm đi. Chứ cháu đích tôn của má mà. Gì ba? Nè, dì ghé chỗ thầy Năm mua cho con thang thuốc dưỡng thai đó. Có người uống vô mà chịu hết buồn nôn luôn đó. Cái này toàn là cây cỏ thảo dược không hà, tốt lắm. Người ta nhiều người uống hết người ta chỉ gì đó. Dạ. Con uống thử thang đi, uống được á dì mua thêm vài thang nữa cho. Con cảm ơn dì. Đang nấu gì vậy con? Dạ, con đang nấu cháo. Dì ba, chị Hoa. Ủa, Vân? Dạ. Dạ, con theo dì ba. Con tới đây làm gì? Dạ, chị Hoa. Vân. Lúc nãy con có ra ngoài bến mà không thấy ai ở ngoài hết trơn á. Con tính kiếm anh Tốt. Con ngồi đi. Dạ. Thằng Tốt với anh Tư Trê tối mới về. Dạ. Mấy ngày nay hai cậu cháu tranh thủ làm cho xong công chuyện, đặng cuối tuần sau họ nhổ neo rồi. Con uống nước đi. Dạ. Chị Hoa, em xin lỗi chị nha. Sao em phải xin lỗi chị? Thì em thay mặt chị hai em xin lỗi chị. Dù sao á thì chị hai của em cũng là người làm sai trong chuyện này. Chị không còn nghĩ tới nữa đâu. Đi. Ủa, chị Hoa bị sao vậy gì? Nó ăn không tiêu thôi. Nè,
Dạ. Sau này con mà muốn kiếm tốt á, cứ đi ra ghe, hay là tới chỗ nhà ông ba mà kiếm nó. Con đừng có tới đây nữa, nghe. Dạ. Con uống nước đi. Dạ. Vậy thôi, con xin phép dì con về. Ừ, con về đi. Ừ, về đi con. Thưa dì con về. Chị Hoa em về. Hoa, ủa? Có sao không con? Ủa bé Dân đâu rồi dì? Ừ, nó đi về rồi. Dì ba. Ừ? Dù sao á, chuyện cũng không liên quan đến Dân. Dì đừng có nói với Dân như vậy. Tới bà Út Thương còn hùa theo đổ quan cho con với thằng Tốt nữa. Ai mà biết chị em nó có cùng một ruột không? Con quên chuyện bà Tư Sang rồi hả? Có khi nó về báo cho chị nó biết đó. Ừ, hồi sáng chị nghe bà Tư bà đồn, bà nói là nhà bà Hội sắp qua nhà nó để nói chuyện cưới hỏi gì đó. Nghe đâu tháng sau là đám cưới rồi. Đúng là cái thứ bạc tình mà. Vậy mà làm bộ năn nỉ cho dữ. Chưa đầy tháng là đi cưới vợ rồi. Thứ gì đâu. Qua nè. Dạ. Bây giờ con đã ly dị với thằng Thành rồi. Kệ tụi nó đi. Cái thứ mèo mã gà đồng. Để coi sau này thế nào cũng bị quả báo hả. Con cũng không còn để ý tới hai người đó nữa. Chắc là bên đó cũng lo thủ tục ly dị xong rồi, cho nên không có kiếm con. Ừ vậy đi cho nó khỏe. Cuối tháng này con trả nhà, rồi con về cái răng. Ừ được đó, con về đó đi. Dù gì cũng có bà con với anh Tư Trê giúp đỡ cho con. Chứ ở đây á hả, mai mốt cái bụng bay lớn lên còn phiền phức nữa. Nè, tới chừng con gần đẻ đó, hú diện tiếng, dì xuống dưới với con, hen. Dạ, con cảm ơn dì. Chết. Gì nữa? Cái nồi con đang nấu. Trời ơi. Từ từ thôi đó. Dạ. Chờ nó một chút đi. Trời ơi, bao giờ mới được ăn? Mệt quá. Bảy à, mời cậu Thành ra ăn cơm con. Dạ. Má, chắc thằng quỷ đó, bộ nó tính ở nhà ăn ngủ hoài vậy hả? Không chịu ra nhà máy làm gì hết vậy? Thằng Thành nó đang buồn, với lại nó mới vừa khỏi bệnh nữa. Cứ để cho nó nghỉ thêm thời gian nữa đi. Thôi cho nó nghỉ thêm một thời gian dưỡng sức. Để lo đám cưới xong đi rồi cho nó đi làm lại có sao đâu. Nhưng mà ít nhất nó cũng phải qua thăm con Bích với lại con của nó nữa chứ. Bàn chuyện cưới hỏi thì cũng không chịu đi, giao hết cho mình à. Sao mọi người không ăn cơm đi? Đợi mày đó. Mời má ăn cơm. Ừ. Dạ, ăn xong đi qua thăm mẹ con Bích đi đó. Hôm nay mệt, hôm khác đi. Mày mệt hay là mày làm bộ? Ê, tao nói mày có nghe tao nói không hả? Thì mỗi giờ nói xong còn gì nữa. Mày nói chuyện với tao như vậy hả? Chứ muốn nói làm sao? Má, má con đó kìa. Trời ơi, không có bữa nào tôi ăn cơm được yên hết trơn là làm sao vậy? Con á, con đã quyết định cưới con Bích rồi, thì con phải có trách nhiệm với mẹ con nó chứ. Ngày mai chở má qua bên đó. Con Bích nó đang có thai, để nó buồn phiền á, ảnh hưởng tới cháu của má. Nghe chưa? Má nói phải đó em. Qua thăm mẹ con Bích đi. Được rồi. Ngày mai hay buổi nào má muốn đi giờ nào thì kêu con. Ừ. Vậy còn được đó. Lo ăn đi. Ly hôn của con với con Hoa cũng sắp xong rồi. Bây giờ chuyện cũ bỏ qua hết, con lo cái hạnh phúc trước mắt kia kìa. Con biết chưa? Con biết rồi. Biết rồi
Biết rồi thì liệu mà qua bên đó quan tâm chăm sóc cho con Bích, để nó buồn ảnh hưởng tới cháu của má đó. Trời ơi, con biết rồi, cái chuyện này má nói cả trăm lần. Cả trăm lần mà mày có nghe ở đâu? Cháu của má bây giờ là quan trọng nhất, con hiểu không? Ê, 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 ê. Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy con? Ê, trời đất ơi, ngừng lại coi. Trời ơi, chết rồi. Bể rồi. Vậy ở gần đây có chỗ nào giá không? Chắc đầu trên có kìa. Thôi đi đi. Mệt ghê. Nhanh lên đi má, tới chỗ rồi kìa. Ờ. Giá giùm con bánh xe chú ơi. Ờ. Má, ghế kìa. Ừ. Ủa, bác Hội, con mời bác ngồi. Ờ, con. Cũng lâu quá rồi con mới gặp bác á. Ờ, con. Tại vì bác bệnh hoài à, cho nên mọi việc ở nhà máy giao cho thằng Phú nó lo. Con mua gạo đó hả? Dạ, tại nhà con sắp có đám giỗ, cho nên con mua gạo thơm về cúng. Chứ thường ngày nhà con ăn gạo thường không mà bác. Ờ, gạo thơm này chắc là mắc à ha. Dạ. Ờ, gạo này con mua ở đâu vậy? Dạ, con mua ở trên Chính Hải. Bà lấy gạo ở trên nhà máy luôn đó bác. À. Đây nè bác coi đi bác. Gạo này con mua ở chỗ Chính Hải. Dạ thưa bác, đúng rồi đó bác. Nè cô. Dạ cho bà Hội. Nè, những loại gạo mắc tiền của cô đều là gạo trộn. Cô buôn bán gian dối như vậy, đừng có lấy gạo của nhà máy tôi, ảnh hưởng tới uy tín của nhà máy chúng tôi. Tại nhà máy của bà bán gạo trộn cho tôi á, đâu phải cho tôi đâu. Cô nói cái gì? Nè, ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Rõ ràng đã đồng ý với nhau, đôi bên cùng có lợi, bây giờ tới nói này nói nọ. Ai đồng ý với cô? Thì anh Phú, con rể bà chứ ai. Má à, người ta đã nói như vậy rồi, bây giờ mình phải về gặp anh Phú, nói chuyện xong rồi mới tính được. Thôi được, qua nhà con Bích hỏi cho ra lẽ đã, rồi tính với thằng Phú sau. Tôi hỏi lại cho ra lẽ, mà không đúng như vậy là cô biết tôi. Ờ, Bích à, trưa rồi, anh về trước nha. Về nhà hay là qua phòng nhì? Anh qua thăm Tuyết một chút. Còn thủ tục ly dị của thằng Thành với con Hoa, anh đã kêu người ta làm nhanh cho mình rồi. Đợi xong thủ tục làm với thằng Thành có thể đăng ký kết hôn. Dạ em cảm ơn anh. Có gì đâu. Thôi anh đi nha. Nhà máy Thanh Hội xin nghe ạ. Bên mấy người làm ăn sao vậy? Không thống nhất với nhau hay sao? Mà để bà Hội tới nói này nói nọ. Hả? Chị Chính Hải hả chị? Có chuyện gì vậy chị? Bà Hội mới tới chỗ tôi nè. Bà la rùm beng là tôi bán gạo trộn. Mấy người tự tính toán với nhau đi. Tiệm tôi mà đóng cửa tôi cho nhà máy mấy người đóng cửa theo. Alo.
tôi là Bích nè. Bác Hội có nhà không vậy Bảy? Ủa bà Hội nói qua cô nãy giờ mà. Hôm nay tôi đã ra nhà máy làm việc rồi. Chị Thảo có nhà không? Cô Thảo hả? Cô Thảo ngủ chưa vậy? Dễ gì giờ này mà dậy sớm vậy? Bà nhắn với chị Thảo là ra quán cà phê gặp tôi liền nha. Ủa mà quán cà phê nào cô? Bà nói với chị Thảo là quán quen, chị Thảo biết liền à, nhanh nhanh nha. Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi liền. Đợi má. Má, má sao vậy? Con lấy miếng nước cho má nha. Thôi thôi, không cần đâu. Hay là con đưa má đi khám bệnh liền. Chứ sao con thấy má làm mệt hoài à? Không sao, má già rồi, lâu lâu làm mệt bình thường mà. Để chiều á, má ra trạm xá lấy thuốc, má uống mấy viên thuốc là khỏe à. Không sao á. Vậy để con đi với má nha. Má đi một mình được, con ở nhà học bài đi. Ra trạm xá gần sạch nè. Đi có chút xíu chứ nhiêu đâu. Má mệt vậy rủi đi dọc đường xỉu rồi sao? Trời ơi, vậy học bài xong rồi đi. Dạ, vậy con đỡ má nằm nghỉ nha. Bích ơi, Bích. Bích ơi. Chắc Thành Bích ơi. Đi ra coi nó nói gì. Để con ra con nói ảnh là chị hai đi nhà máy rồi. Người gì mà vô trách nhiệm. Mấy bữa nay không thèm qua thăm hỏi chị hai tiếng nào hết trơn á. Chị hai còn sắp cưới nha. Qua gặp người nhà người ta, làm ơn vui vẻ niềm nở cái mặt lên. Đừng dù ụ vậy kỳ lắm. Con thiệt không có muốn hai cưới anh Thành. Con muốn không muốn gì cũng đâu có thay đổi được. Cái chuyện con cần làm bây giờ là giúp cho chị hai con hạnh phúc, hiểu không? Dạ. Để con ra con nói ảnh. Ra dạ. Đi Bích ơi. Cười lên cái coi. Bích ơi. Dạ, con chào bác. Em chào anh Thành. Bác với anh Thành tới thăm con Bích. Dạ, chị hai con ra nhà máy rồi mà bác. Ủa bác tưởng nó còn nghỉ ở nhà chứ. Tại chị hai nói hôm nay nhà máy có nhiều việc quá cho nên chỉ ra đó luôn rồi. Thôi mà. Vậy bây giờ mình ra nhà máy đi nha. Anh đi nha. Dạ em chào anh, con chào bác. Ăn đi em. Em sao vậy? Có vài người quen biết em có thai, họ cũng xì xầm này nọ. Mà giờ con Bích cũng sắp lấy thằng Thành rồi. Con nhỏ đó đủ chiêu trò hết. Anh, hay là anh bỏ đi, mình lên Sài Gòn. Em có người quen ở trên đó, rồi mình làm lại từ đầu. Anh không tin là mình đấu không lại nữa. Bà già kia chịu cưới đó. Không phải là vì cái thai sao? Nếu cái thai đó không còn thì sao? Một vụ tai nạn giao thông bất ngờ nào đó trước ngày cưới của nó. Cái thai còn nhỏ như vậy chịu không nổi đâu. Anh à, hay là anh đừng có làm những chuyện này nữa. Anh đã chịu đựng bao nhiêu năm nay rồi, anh không thể nào mất hết tất cả. Em có hiểu không? Không lẽ em muốn con của tụi mình sau này
sống cảnh nghèo khổ giống tụi mình sao? Nhưng mà em không cần phải sợ gì hết. Mọi chuyện anh đã có kế hoạch hết rồi. Anh bảo đảm tụi mình sẽ mau chóng có được gia tài của bà Hội và sau đó cùng giao bỏ đi. Nè, em ăn đi. Chị ơi, tính tiền nha. Dạ. Chị Thảo. Bích, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà kêu chị gấp vậy? Hay là thằng Thành với con nhỏ nó quay lại với nhau? Dạ không phải, em phát hiện là ông Phú có bồ nhí. Cái gì? Con nhỏ đó nó còn có thai nữa. Bây giờ ông Phú đang ở bên nhà nó đó. Được rồi, đưa chị qua đó liền, nhanh lên. Dạ bà, cậu. Thằng Phú nó về chưa? Dạ chưa bà. Má không ngờ thằng Phú nó lại mang trục lợi như vậy. Tụi công nhân nói là con Bích nó cũng biết chuyện này. Uổng công mà tin tưởng nó, kêu nó coi theo sát thằng Phú, thì ra cũng cá mè một lứa. Má, biết đâu mấy người công nhân nói họ làm vậy để giữ mối cho nhà máy. Chờ gặp hai người đó rồi mình hỏi. Dạ, vậy thôi để con dọn cơm cho bà với cậu ăn nha. Thôi, ăn hết nổi rồi. Con Thảo đâu? Kêu nó ra đây. Dám ra ngoài tiếp tay cho tụi nó hen. Dạ, hồi nãy cô Bích có gọi tới, nói gặp có chuyện gì gấp lắm. Cô Thảo đi ra ngoài với cổ rồi bà. Rồi Bích có nói chuyện gì không? Dạ không, cô Thảo đi nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó cậu. Nè, ăn đi. Em ăn đi. Dạ. Ông Phú. Hả? Thì ra Thảo, bao nhiêu lâu nay ông lừa dối tôi, gian díu như con quỷ này. Thảo à, nghe em giải thích đã. Không giải thích cái gì hết. Đặt nó cho tao. Hả? Đi, đừng bà, đi, đừng bà, đừng bà. Chỉ dùng chị tao hả chị? Con quỷ cái. Đừng đánh tao. Thảo à, không biết lượng sức của mình hả mày. Đừng đánh cửa bà. Chị em díu hả? Đừng bà, 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 đừng. Đừng đánh bà Thảo. Quỷ cái, chết đi. Đừng đánh bà Thảo. Chị ơi, chị ơi, chị buông ra. Đừng nói gì hết, tao không nghe gì hết. Chị đi. Chị ơi, chị ơi. Thảo à, Tuyết. Thôi mình về chị. Cậu khốn, mày phản tao hả? Anh nghĩ tôi bao che cho anh hả? Khốn nạn, đừng có bao giờ chọi mặt về nhà tao nữa nghe chưa? Khốn nạn. Đây. Em đau quá. Tuyết à, Tuyết, Tuyết. Em ngồi lên ghế đi. Anh em ơi, sao rồi? Em đau quá. Anh đưa em vô bệnh viện.